Hello everyone. Hôm nay có hẹn lại lên ha. Thì để chị coi có ai lên chưa? Sao chị chưa thấy gì hết ta? À ok, hình như chị có thấy rồi. À chị có hẹn là hôm nay là sáng chủ nhật 7 giờ sáng. À chị sẽ like cái thần hai để về vấn đề tập trung vào bản thân và phát triển bản thân. Thì mình tới hẹn lại lên 7 giờ sáng thì hơi sáng. À chị có thấy có một vài người vô kìa. Chào em Liễu. Ok, hôm nay ngày thứ hai ha. Thì trong lúc đợi mấy bạn vô á, thì chị nói về corona. Thì mấy bữa nay á, là chị đi làm tăng ca. À, cái ngành y tế thì không ở nhà. Để chị tắt nha. Cái ngành y tế không ở nhà. Chào em, chào cà chua. À, cái chị vẫn đi làm và chị bận hơn bình thường. Có nghĩa là công việc ở trong chỗ làm á. Chào Julia. À, chào Tiên Tiên. Chào chào. Chắc cũng dậy sớm để mà coi chị hả? Chào em. Thì ở bên đây á, thì chị công việc chị làm gấp đôi cho nên chị bận lắm, không có thời gian. À, trong chỗ làm việc nó chồng chất vậy đó, tại vì thuốc á, mình phải đưa đi á. Thì ở bên Mỹ á ở bên đây á, thì bây giờ á, là ở bên Mỹ hay lắm, không làm thì lôi mà làm là đồng bộ. Ví dụ như là bây giờ tất cả các quán á, là không có liên quan tới thức ăn á, như không phải là bán gạo, bán nước, bán trái cây hay gì á, thì là phải đóng hết. Ví dụ như tiệm áo quần phải đóng, rồi tiệm làm móng tay phải đóng, tất cả đồng bộ đóng hết. Các quán rượu phải đóng, casino phải đóng. Cho nên đi ra đường bây giờ rất là vắng. Thì cách đây 2 ngày thôi, có một người bạn của chị ha, hồi học chung Bách Khoa. Thì Hy là có du học ở bên Mỹ và Hy học giỏi lắm. Hy là giáo sư tiến sĩ của trường đại học quốc gia. Nhưng mà Hy post trên Facebook là he post trên Facebook á, he nói là nước Mỹ, nói chung là chê dữ lắm luôn á, nói là Việt Nam là tốt nè, rồi nước Mỹ là một cái nước gì đó. Nói chung là chị đọc á là chị hơi ngạc nhiên luôn. Chị nói wow, một con người mà mình nghĩ rằng á là người ta là phó giáo sư tiến sĩ, tại sao mà người ta lại so sánh khập khiễng như thế. Chị nghe thì nói chung lúc mà mình mới đọc á, thì mình cảm thấy rằng á, đó cái mọi cái sự so sánh á, đều là khập khiễng. Mà một người có học mà lại viết một bài như thế, có nghĩa là ý chị nói á, là cho dù là người đó có học cao, có học vị, nhưng mà vấn đề tập trung và phát triển bản thân á, là chưa chắc là tốt. Thì chị đọc xong cái bài đó thì chị có cảm giác là hơi tự ái, tại vì là nói xấu quá mà mình ở đây 20 năm mình hiểu nước này rất là rõ, mà rồi chị không có comment gì hết, chị cũng không like, chị chỉ đọc và chị bỏ qua thôi. Thì sau đó rồi chị lại thấy lại là cái bài viết đó là người ta lên, người ta giống như là người ta comment không có tốt á. Thì cái người gọi là dạy ở trường nào quốc gia đó cuối cùng phải lấy cái post đó xuống. Ý chị nói là cái việc mà tập trung vào phát triển bản thân của mình nó rất là quan trọng, không phải cần có bằng đại học để mà mình mới phát triển bản thân mình được. Chỉ cần là tụi em ra trường trung học và ra trường trung học và biết đọc, biết viết và biết đối nhân xử thế thì mình hoàn toàn có khả năng phát triển bản thân. Ví dụ như là cho dù giống như đợt cách đây 3 năm hả? Chị về hả? Chị xuống có một cái viện đại học ở dưới Thủ Đức á, mà giống như cái người bạn chị quen á,
Hi cũng là phó giáo sư tiến sĩ, nhưng mà lúc mà đi ra ngoài ăn á, lúc mà giống như gọi đi nhà hàng á, thì mình thấy là người ta lại nói tiếng lớn quá, và người ta cái order của người ta, cái giọng của người ta không có lịch sự. Thì chị cảm thấy rằng á, là mình nên phát triển các cái kỹ năng đó, kỹ năng giống như giao tiếp, và nó hoàn toàn không phụ thuộc vào không phụ thuộc vào chức danh hay là trình độ đại học hay là học vị. Cho nên nếu mà tụi em đi theo hướng này á, để mình phát triển lên á, mình ra đường á, thì người ta rất là tôn trọng mình, cho dù là mình nghèo hoặc là cho dù là mình học không có cao, nhưng mà cái thần thái và cái khí chất của mình nó khác. Để chị cài đợt chị tóm lại đợt vừa rồi đi ha, thì cái livestream vừa rồi á, thì mình có 5 bước đúng không? Và chị có nói là tụi em á, là lấy xuống một cuốn vở để mà mình chuẩn bị ghi. Tuy nhiên ghi cái gì á thì từ từ đã ha. Mình sẽ ghi rất là nhiều cuốn vở trong cái quá trình mà mình tập trung vào bản thân. Thì sau này chị sẽ hướng dẫn, nhưng mà cứ cứ có cuốn vở một bên đi, rồi rồi chị sẽ hướng dẫn tụi em là ghi cái gì trong đó. Thì chủ đề mà tập trung vào phát triển bản thân á, là chủ đề mà number one của thế giới, có nghĩa là thay đổi một con người và phát triển. Cái nếu mà mình search bằng tiếng Anh á, thì là self development hoặc là personal development. Thì nếu tụi em search đọc tiếng Anh được á, thì có sẽ tìm hai cái từ khóa đó. Thì vấn đề này là rất là khó, và vấn đề này là một quá trình chứ không phải. Ví dụ như tụi em đi bootcamp 3 ngày 4 đêm, hoặc là đọc một bài báo, hoặc là đọc rất nhiều bài viết, tụi em vẫn không phát triển được, tại vì đây là một quá trình rất là dài. Thì nói lại 5 bước của cái livestream lần đầu nha. Thì livestream lần đầu chị có ghi xuống đây là thứ nhất là mình phải tập trung vào ba mẹ của mình, và tập trung vào người thân, vào anh em, nhất là mẹ hoặc là người cha của mình. Mình phải bỏ nhiều thời gian và mình đầu tư với mẹ với ba như là đầu tư cho người tình của mình. Mình nếu mà mình thích tặng hoa cho một anh nào đó thì mình có thể tặng hoa cho mẹ mình, hoặc là mình có thể là đầu tư rất là nhiều và rất nhiều thời gian qua đó. Tại vì cái đầu tư, nếu mà người nào mà có con rồi thì hiểu là cái đầu tư đó nó không bao giờ dư. Tại vì mình cho con mình bao nhiêu, nhưng mà mình cho ba mẹ mình thì lại không không có nhiều. Cho nên không bao nhiêu cho ba mẹ không bao giờ là nó dư hết, và không bao giờ là đủ hết. Rồi đó là tập trung. Thì ngoài tập trung vào ba mẹ, mình tập trung vào anh em ruột, hoặc là tập trung vào cô dì, những người thân quen. Bước thứ hai á, là mình phải khiêm tốn. Khiêm tốn là tại vì mình sẽ có nhiều tính cách, nhiều phẩm chất đẹp. Và mình nếu như mà mình là một người ba hoa, mình khoe khoang, thì mình làm bao nhiêu thì nó mất bấy nhiêu. Cho nên mình phải khiêm tốn để mình, cái đó mình giữ cho mình biết mình là người như thế. Và lúc mà mình ra ngoài đối nhân xử thế, mình có nội lực rất là mạnh. Rồi phần thứ ba thì chị nói là cần một cuốn sổ. Thật ra cái cuốn sổ này á, là cái mục đích lớn nhất á, của cái tập trung vào bản thân á, là tụi em phải nói chuyện được cái bản thân của mình. Có nghĩa là tụi em phải từ talk to yourself. Phải giống như là mình luôn luôn ý thức mình sống với là cái thực tại, và mình luôn luôn quan sát mình, quan sát cái tâm mình. Nhưng mà cái vấn đề, cái cuốn sổ đó là mình tập. Tại vì cái vấn đề mà mình talk to the yourself, thì thiền là một cái cách tốt nhất. Nhưng mà tại vì tụi em quá trẻ, và một số người là giống như bận rộn á, chị biết là không có thiền nổi. Cho nên á, một cái cách khác và bên phương Tây á, là người ta sẽ cho ghi xuống. Mình ghi xuống để mình nói chuyện với mình. Cho nên á, cái này á, chị không có châm vô in beginning. Tại vì cái này hơi khó. Thì giống như là một buổi, hai buổi, ba buổi đầu mình đi sơ sơ thôi, mình đi nhẹ nhàng thôi. Rồi sau này á, mình mới vô cái core, là mình vô cái phần hồn của cái việc tập trung vào bản thân á,
thì mình ghi xuống để mà mình có thể là nói chuyện với mình và mình có thể nhận biết bản thân mình để mà mình có hành xử tốt hơn. Rồi cái bước thứ tư á, là mình không có nói dối. Thì cái cách không nói dối á, hôm trước chị có nói rồi, tại sao mình không nói dối? Tại vì có đôi lúc chị có nói hôm trước á, là mình nói dối mà mình theo cái tự nhiên mà mình không biết mình đang nói dối. Nhưng mà cho dù là nói nhỏ, nhỏ hay là lớn, mình đều không nói. Ví dụ như là một người mà hỏi mình một cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng á, là mình không thể nói thật được, thì mình có thể im lặng. Và nên nhớ rằng người phụ nữ mà có phẩm cách á, thì tất cả các câu hỏi trên cuộc đời này không phải bao giờ người phụ nữ đó đều trả lời xoáy vô cái trọng tâm mà người ta hỏi. Ví dụ mình trả lời lờ đi thì hoặc là mình nói mình có thể im lặng, ví dụ như là người ta thắc mình á, thì mình cảm thấy mình không có nói thật được á, thì thứ nhất là mình im lặng. Mình im lặng á, là mình đang suy xét lại, chứ không nghĩa là chứ mình không trả lời liền mà nói dối. Rồi thứ hai á, là mình có thể trả lời một cách là bên ngoài thôi, mình đừng có trả lời xoáy vô cái người hỏi, tại vì nhiều người hỏi người ta cũng cắt cớ lắm. Mà mình nếu mà mình không nói muốn nói dối á, thì mình tránh cái lời đó đi, mà nếu không tránh được thì mình im lặng. Đó là cái cách mà mình giữ cho mình luôn luôn chân thật, tại vì đối với ba mẹ hay là đối với là chồng mình hay là đối với người bạn trai, cái sự chân thật á, trung thật của mình á, là nó điều quan trọng nhất để người ta tin mình và mình tin người khác. Rồi cái bước thứ tư, thứ năm á, là không có tham lam và tham ái. Có nghĩa là thật ra mình đau khổ á, thì theo như nhà Phật nói là tại vì mình tham nhiều quá. Nhưng mà có nhiều cái tham mình không có để ý, ví dụ như là mình tham cái sự gọi là tham ái, là tham cái sự yêu thương của người khác, mà mình muốn người này yêu, mình muốn người khác yêu, mình muốn anh chàng này yêu mà muốn anh chàng kia cũng không ghét mình ôm đồm nhiều quá thì không có được. Mình phải biết cái giới hạn nào là rạch ròi và mình nên bớt tham. Thì đợt trước chị cũng có nói là về cái về tập trung vào phát triển bản thân có ba phần ha, thì cái phần thân và thần tâm. Phần thân của mình á, thì có sức khỏe và sắc đẹp. Cái bề ngoài của mình thì chị nói là chị không có đi sâu về cái phần này. Rồi cái phần thứ nhì á, là phần tâm, là phần bên nội tại của mình, cái phẩm chất, các giá trị mà mình phải làm, mình phải tăng lên. Thì đó là cái phần chị đi xoáy. Và cái phần thứ ba là phần kiến thức. Thì phụ nữ mà quyến rũ hoặc là người phụ nữ gọi là phẩm chất quý cô không thể nào mà không có kiến thức. Tại vì mà lúc mình có kiến thức á, thì mình phải mới hiểu được mọi sự việc trên cuộc đời này nó xảy ra theo cái gì, theo hướng gì đó, rồi mình mới là an lòng và mình mới an tâm mà mình mới có hành xử đúng. Cho nên đó là năm bước và chị nói sơ. Thì chị cũng nói là mục đích của mình á, là mình không có trở thành một người thành công, mình không cần trở thành một CEO, mà mình cái phần mà chị live á, là mình tập trung vào mục đích duy nhất là mình có thể hạnh phúc tự thân. Có nghĩa là tự thân của mình hạnh phúc, chứ mình không cần cái ông chồng hay là mình không cần ai phải approve cho mình hạnh phúc. Có nghĩa là từ bản thân của mình ngồi ở đâu mình cũng hạnh phúc, mình làm gì cũng hạnh phúc, và mình đi đứng nằm ngồi mình đều hạnh phúc. Đó là mục đích của cái những cái livestream này, là hạnh phúc tự thân. Rồi để cho ok, thì bây giờ tới bước thứ sáu nha. Bước thứ sáu tụi em, nếu mà tụi em có cuốn sổ rồi á, thì nên ghi xuống ha. Hoặc là sau này livestream ghi xuống, mà chị nghĩ là nên ghi xuống đi. Nhưng mà sau này sẽ ghi rất nhiều. Nhưng mà bây giờ giống như mình like, mình nói chuyện vui vẻ, mình đi nhẹ nhàng thôi, mình đừng có đi quá hấp tấp á, mà nó làm mình khó mà tiếp thu á. Thì bước số 6 á, là cái phần này là bổ sung kiến thức. Thì trong cái tuần này á, tụi em đang rảnh á, thì cái homework á, là cái bài tập tụi em về làm á, là tụi em phải lên cái YouTube và em search cái từ tìm cuốn sách này đọc nè, là cuốn sách là Phẩm Cách Quý Cô. Phẩm Cách Quý Cô ha, của nhà tác giả là Mariko, tác giả người Nhật.
Thì tác giả này á, có 3 cuốn sách là Phẩm cách quý cô và Phẩm cách gia đình và Phẩm cách quốc gia. Thì cái Phẩm cách quốc gia chị chưa đọc, nhưng mà cái Phẩm cách quý cô á, là trong đó cái người tác giả này chỉ cho tụi em chi tiết là giống như một quý cô á, hoặc không phải phẩm cách phụ nữ, chị xin lỗi, phẩm cách phụ nữ. Thì nó có sách nghe á, tụi em Google trên YouTube ha, và mình có thể nghe và nghe tới nghe lui. Thường á, chị đọc sách á, một cuốn sách á chị đọc rất là nhiều lần, và một cái ví như sách nghe á, chị cũng nghe rất là nhiều lần, không bao giờ mà chị nghe một lần hết á. Tại vì mình nghe một lần á, là nó không có, mình không có lấy được hết ý của tác giả. Thì là cuốn thứ hai á, là Phẩm cách cha mẹ. Thì nếu mà ai á, mà có gia đình rồi á, thì nên đọc cái cuốn thứ hai là Phẩm cách cha mẹ. Và cái Phẩm cách quốc gia thì nếu có thời gian đọc. Thì trong cái tuần tới á, mình đợi chị live stream lần thứ ba là tụi em phải đọc cái cuốn này, nghe trên YouTube cái cuốn này. Chị thấy trên YouTube nó có, cho nên tụi em không có cần mua. Rồi, tới một phần tiếp, đó là bước số 6 đúng không? Bây giờ tới một cái khái, trong mà quá trình chị tập trung vào phát triển bản thân á, thì chị Google rất là nhiều. Tụi em Google theo từng mảng. Ví dụ như là tuần này có bài tập về là nghe cuốn sách đó ha. Rồi tuần này cũng có bài tập là Google. Tụi em về Google là thông minh cảm xúc. Em tìm trên YouTube á, tụi em có thể nghe cái chữ thông minh cảm xúc và nghe tất cả các video trên đó. Rồi em có thể Google và nghe trên YouTube và Google cái nguyên một cái mảng đó. Tại vì bên Mỹ á, người ta hay xài cái chữ research. Research là mình bên Việt Nam nếu mà dịch straight ra là nghiên cứu, nhưng mà thực sự ra nó không phải là nghiên cứu khoa học. Mà khi mình đi tìm tòi một cái mảng gì đó mà mình search nhiều á, mình YouTube nhiều hoặc là mình Google á, rồi mình lấy thông tin chỗ này chỗ khác chỗ kia để tập trung vào. Ví dụ như mình đọc tới 5 chỗ khác nhau và 5 chỗ này đều nói ý này, thì mình biết rằng á, là cái ý đó nó là đúng và nó ý đó là quan trọng. Cho nên tụi em phải do nhiều research. Có nghĩa là mình research á, có nghĩa là một cái mình tập trung, mình xoáy vào công việc nào đó. Chứ research không phải là nghiên cứu khoa học. Cho nên lúc mà mình nói là research cái gì đó là mình bắt đầu mình đi tìm một vấn đề nào đó và mình đi tìm sâu. Là đó là chị mới nói qua, chị mới qua nói cái bước thứ 6 ha. Bây giờ để coi bước thứ 7. Bước thứ 7 là trong cái quá trình phát triển bản thân và tập trung bản thân á, nhất định phải dậy sớm. Chị á, là 5 giờ sáng chị thức rồi, ngày nào cũng như ngày đó. Và con chị là 6 giờ. Từ không biết là bao nhiêu tuổi mình phải train nó. Thì nếu mà tụi em không dậy 5 giờ á, không 5 9 giờ đi ngủ, 5 giờ dậy. Và chị đã làm trong suốt thời mà chị đi học cấp 3 tới bây giờ, giống như từ cấp 2 tới bây giờ cho tới bây giờ luôn á, là lúc nào cũng 5 giờ sáng dậy. Và 9 giờ tối đi ngủ, hoặc là trễ nhất là 10 giờ. Thì nếu mà tụi em không dậy 5 giờ sáng được thì dậy 6 giờ. Mà nếu dậy không ít nhất là 7 giờ, mà tụi em không được thức quá 12 giờ. Tại vì cho dù là tất cả các người thành công trên thế giới này, người nào người ta cũng dậy sớm. Tất cả người thành công, chị rất hiếm thấy người thành công nào mà dậy trễ. Chào Hoàng Anh, Hà Oanh. Thì tụi em ráng dậy sớm nha. Mà nếu tụi em không dậy sớm được á, mà nếu mà những bạn mà có gia đình và có con rồi á, nên tập con mình dậy sớm và đi ngủ sớm. Tại vì những đứa trẻ đó lớn lên cái cơ hội thành công nó rất là cao. Và về phụ nữ thì cho dù á, là mình không cần thành công, mình không cần thành giám đốc, nhưng mà nếu em trong quá trình hẹn hò thì những người đàn ông mà thành đạt, những quý ông á, những người đàn ông lịch lãm á, thành đạt á, người ta đều có một cái lịch trình ngủ và thức. Họ thức rất là sớm và họ dậy rất là họ đi ngủ sớm và dậy sớm. Thì nếu như mình quen người đó mà mình lại thức tới 2 giờ sáng,
Rồi nhiều lúc 3 giờ sáng vẫn thấy mình trên Facebook, nhiều lúc 4 giờ sáng. Thì cái người đàn ông đó, người ta even nếu như mà người ta thích sắc đẹp người ta tới, thì một thời gian á, cái lối sống giữa hai người nó cũng không có hợp nhau. Em cũng không có thể quen một cái người như thế. Rồi nhiều lúc á, mình thấy là mấy mấy cô ca sĩ hoặc là mấy người đẹp quen những anh chàng mà giống như thành đạt, một thời gian mình thấy người ta break up là tại vì có những cái đó nó không có phù hợp. Cho nên ráng dậy sớm, ráng ngủ sớm và dậy sớm. Ngoài ra dậy sớm ngủ sớm nó có một ý khác nữa là ví dụ như đó là thời gian riêng của mình, và thời gian đó mình tập trung vào mình nói chuyện với mình. Cái thời gian đó là thời gian cho riêng mình. Lúc đó lúc đó là cái lúc mà mình ghi xuống sổ là ví dụ như là mình ngày này làm gì, kế hoạch cho ngày này, rồi mình ngồi đó mình suy tư. Tại vì á, những người mà giống như có chiều sâu á, người ta bắt buộc phải có thời gian riêng và suy tư. Bắt buộc mấy người đó phải có thời gian riêng. Nếu mà người đó không có suy tư, em gặp người đó, người ta không có bề dày, không có bề sâu, người ta luôn luôn nổi và nó sổi lên trên mặt á. Cho nên dậy sớm, đi ngủ sớm. Và một lý do khác nữa là cái năng lượng làm việc ngày hôm sau. Tại vì nếu như một lý do gì đó mà chị đi ngủ trễ, và chị thiếu giờ ngủ, thì là nguyên cái ngày hôm sau từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối làm việc là cái hiệu suất làm việc mình một nửa thôi. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó, mình lên giường mình ngủ sáng ra mình nhiều năng lượng và ngày hôm sau mình làm việc gấp đôi, thì đó là cái lý do để cho cái bước thứ bảy là mình phải dậy sớm và đi ngủ sớm. Còn nếu mà mình nói mình nghe cho vui rồi mình về mình không có làm thì tụi em không có tập trung và phát triển bản thân gì được hết á. Những cái bước cơ bản này mà không làm được thì cái gì mà làm được? Rồi đó là cái phần mà chị nói là cái quá trình mà tập trung và phát triển bản thân là một quá trình rất là dài, chứ không phải mà ít nhất á, nếu mà tụi em thấy rằng á, phải làm ít nhất, thì nếu mà lúc mà mình tập trung và phát triển bản thân á, thì mỗi ngày nó mình đều tốt hơn. Nhưng mà để cho người chồng mình hoặc là người bạn trai hoặc là ba mẹ mình nhìn thấy á, thì đôi lúc cần 6 tháng, cần 1 năm thì người ta mới nhận ra con người mới này. Và đương nhiên nếu tụi em làm tốt á, là người ta nhìn thấy mình rất là khác, và ngay bản thân mình cũng thấy khác. Cho nên rồi chị qua bước số 9 ha. Bước số 9 á, là cái người mà phụ nữ mà có phẩm chất á, có phẩm cách á, người ta rất là nhẹ nhàng. Là vì sao? Người ta không có mong đợi, không có mong đợi cái người kia làm cái gì, hoặc là không mong đợi cái đầu ra. Chỉ ví dụ như có nghĩa là một cái người phụ nữ tới Tuấn tư vấn, họ luôn luôn nói rằng á, là chồng của em như thế này, chồng của em như thế kia, chồng của em không được thế này, không được thế kia, và mong đợi rất là nhiều. Trong khi á, là anh Tuấn nói là người phụ nữ đó không có say gì hết. Nói chung á, là đó là mối quan hệ xấu. Mối quan hệ xấu nếu mà mình hiểu biết á, thì mối quan hệ nó đang xấu, tình cảm nó được có 2-3 điểm thì mình không nên mong đợi tìm người chồng. Nhưng mà ý của chị đây á, là lúc mà tập trung và phát triển bản thân á, thì trong cái mối quan hệ tốt, như là chồng mình đang yêu mình tới nóc hay gì đó, hoặc là ba mẹ đang yêu mình, anh em đồng nghiệp đang yêu mình, đang yêu thương, có mối quan hệ rất là đẹp, mình cũng không có mong đợi, mình không có mong đợi đầu ra. Có nghĩa là mình làm cho người ta việc gì đó, rồi mình hy sinh việc gì đó, hoặc là mình giúp đỡ người gì đó, mình không có mong đợi cái đầu ra. Có nghĩa là hay là mình đưa ra một ý kiến để người đó thay đổi mà người ta không làm mình cũng bình thường. Và mình hiểu rằng á, là mình luôn luôn làm cái phần việc của mình, còn phần việc người khác á, nó tùy thuộc vào gọi là level người đó, nó phụ thuộc vào ý thức của người đó, là nó phụ thuộc vào bản chất của người đó. Cho nên nếu mà mình thấy một cái gì đó sai mà mình luôn luôn góp ý, như chị đây là chị góp ý giống như là góp ý rất là nhiều, nhưng mà chị luôn luôn góp ý riêng với người đó,
lúc một một thôi chứ không không bao giờ mà lên Facebook mà góp ý. Rồi người đó sau này chị đã thấy người đó có thay đổi không, chị cũng không có để ý. Rồi ví dụ như mình đi vô nhà hàng mà mình thấy nhà hàng mà mở mới lạnh quá lạnh, mà rồi mình tới mình gặp cái người chủ mình nói là anh có thể nào mà hạ cái nhiệt độ xuống không, tại vì mình cảm thấy rất là lạnh, và có nghĩa có thể là những người trong đây người ta cũng cảm thấy rất là lạnh, có thể nào tăng nhiệt độ lên không. Thì nếu mà cái người chủ nhà hàng đó người ta nói dạ dạ chị, nhưng rồi người ta không có thể làm gì hết, thì mình cũng không có giận, mình không có giận cái người chủ nhà hàng đó. Mình chỉ cần mang thêm áo vô thôi, tại vì mình đã làm cái phần của mình rồi. Nếu mà cái người đó họ có làm hay không đó là chuyện của người ta. Cho nên mình không có mong đợi gì ở đây hết á, mình không có mong đợi gì hết, mình làm phần của mình, mình thấy nó đúng mình góp ý, và người ta có làm hay không là chuyện của người ta. Ví dụ như là cái mùa dịch vừa rồi thì đứa em trai út của chị á, và gia đình á, thì nó mua vé máy bay rồi nó mua về Việt Nam ngay trong tâm dịch, và chị đã khuyên là không có nên về. Nên ở lại Mỹ, tại vì mình đi tới đi lui á, cái cơ hội nhiễm virus nó nhiều hơn. Nhưng mà nó không có nghe, tại vì vợ của nó muốn về, tại vì vợ của nó là mới qua đây gần đây, thì hay gì đó hay gì lý do gì không biết, không phải là vì vợ hay không, nhưng mà nó không có nghe mình. Thì mình cũng cũng để cho em mình về. Và mình không có giận gì hết, tại vì mình đã nói ra cái ý của mình phân tích cho ý của mình, câu chuyện như thế mà em của mình không nghe, không, mình cũng tỉnh bơ, mình cũng cười, mình cũng thương nó như cũ. Cái tình cảm nó đầy vẫn đong đầy, mình không phải là gồng lên để mà giống như giận, hoặc là mình không có gồng lên để mà mình nạt, hoặc là mình lấy cái quyền làm chị mà mình áp người ta. Tại vì cho dù là em mình thì nó có gia đình riêng của nó quyết định được, nó có quyền tình riêng cuộc đời của nó, mình chỉ góp ý thôi chứ mình không nên áp đặt người khác. Và rất là nhiều, nói chung là mình đừng có mong đợi. Và cái người đó người ta có làm hay không á, nó phụ thuộc vào level của người đó, phụ thuộc vào bản chất, cái học thức của người ta, và ngay cả cái khả năng hiểu biết cuộc đời của người đó. Cho nên mình không có nên mong đợi gì hết. Rồi cái bước tiếp tới đó là bước số 8 đúng không? Ok, để chơi. Rồi bước số 9 là về kiến thức ha, về học hành á. Thì gần đây á, có nhiều người nói rằng á, là nói rằng là như là ông chủ Facebook hoặc là những cái người thành công lớn á, người ta không có cần đại học, người ta không có cần học hết, mà người ta hay là anh Tony Robbins hoặc là những cái người nổi tiếng á, người ta không có học hết đại học, người ta không có học tới nơi tới chốn mà người ta vẫn thành công. Thì ý nói rằng á, là cái việc mà kiến thức học đường á, nó không quan trọng. Cái phần này chị không có đồng ý, là tại vì á, là nếu mà tụi em là đang đi học đại học hoặc là lớp 12 hoặc là đang ở chỗ nào đó, mà nếu mà mình có cơ hội học chính thống, học kiến thức theo hệ thống giáo dục đại học thì nên học và làm tốt cái phần này. Tại vì sao mà chị nói như thế? Tại vì những cái người mà thành công đó thì thực ra họ là những thiên tài rồi. Người ta không cần học, người ta cũng giỏi rồi. Thì tụi em biết thiên tài á, thì người ta cái đầu người ta rất là khác, người ta chẳng thèm học mới thành công. Tuy nhiên á, nếu mà mình á, người phụ nữ á, mà mình không học nhiều á, mình không có bằng cấp á, thì mình không có biết nhiều. Thực ra trong học đường, ngồi ghế nhà trường hoặc là trong quá trình mình học đó, thêm kiến thức á, nó rất là quan trọng, cho nên phải học cho tới nơi tới chốn. Đó là cái bước số 9 đúng không? Rồi cái bước số 10, chị không nhớ số nha, nếu mà bạn nào nhớ thì nhắc chị. Rồi cái bước số 10, cho chị uống miếng nước.
Ok, bước số 10 á, là mình luôn là cái thế, là mình luôn luôn đặt cái bản thân mình trên cái thế gọi là thượng phong. Có nghĩa là mình luôn đặt cái mình cao hơn mình. Có nghĩa là mình phải, đôi lúc mình phải đứng trên cao mà nhìn xuống. Ví dụ như chị nói rằng á, là ví dụ như mình đi ra đường đi, có một người nào đó tự nhiên là nói chuyện với mình một cách cộc cằn, thô lỗ, hoặc là ví dụ như là một cái người tài xế taxi đi, vì lý do gì đó mà người ta không có nói chuyện, không có đàng hoàng á, thì tại sao mình lại giận người đó? Tại sao mình lại là không có vui? Mình biết rằng á, mình phải đứng trên mình nhìn xuống. Có nghĩa là mình phải hiểu rằng á, là mọi người trong cuộc đời này họ có các level khác nhau và có trình độ học vấn khác nhau, và họ có đối nhân xử thế khác nhau, họ có các nền giáo dục, cha mẹ giáo dục khác nhau. Thì nếu mà cái người mà đang ở cái level thấp thì những cái lời nói nhục mạ hoặc thóa mạ, hoặc là lời nói không có kính trọng mình á, ngay cả trong công ty, ngay cả công ty, thì là mình, những cái người mà giống như là mình biết người đó thô lỗ, người đó cộc cằn, có thể là gia đình người ta giống như là không, ba mẹ chia tay sớm, người ta không ở được với ba mẹ, hoặc là vì lý do gì đó mà mình biết rằng người ta đã level đó, mà ở level đó mà mình nhìn xuống, mình thấy rằng á, là cái này nó không phù hợp với mình, thì mình nên bỏ qua. Mình gọi là mình tự cho mình đi lên, mình tự cho mình lên level của mình, là mình ở trên thế thượng phong, mình nhìn xuống để mình không có dễ cáu giận về những cái điều đó, chứ không phải là để mình giống như là gọi là tự cao tự đại. Mình không tự cao tự đại. Cái phần mà mình nhìn xuống đó để giúp mình không nổi giận, hoặc là mình không nóng giận, mình không bị bực mình vì những cái chuyện mà không đâu vô đâu. Rồi ví dụ như là cái thế thượng phong đó, nó cái thế là mình phải sống cao thượng, mình phải sống trên cái mức của mình, và mình phải sống trên cái mức chung của xã hội. Như thế thì mình mới có cái gọi là phấn đấu, mình phải phấn đấu để mình đi lên. Rồi mình nghĩ ngược lại, mình có thể nghĩ ngược lại vì cái điều đó mà mình ngược lại. Ví dụ như là nếu chị đi học theo apprentice của anh Tuấn đi, thì các apprentice á, thì thường á, là lại giống như là phải cố gắng làm sao đó để anh Tuấn công nhận người ta ra là một cái người coach. Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ ngược lại, là mình nói là mình làm như thế nào mà anh Tuấn á, anh phải thấy tự hào khi mà công nhận mình là coach, chứ không phải là mình là cái người mà mong muốn điều đó. Mà anh Tuấn á, cái người mà thầy của mình á, đôi khi là cái người mà phải tự hào khi công nhận mình, chứ không phải là ngược lại. Cho nên cái thế mà chị nói là từ khi mà chị tập trung vào thân chân á, và chị hiểu ra cái vấn đề là mình phải nhìn xuống, mình đôi lúc mình phải nhìn xuống, thì mình mới tránh nhiều cái lỗi mà mình không có biết. Như hồi nãy giờ chị giải thích ha. Rồi tới bước tiếp đi ha. Thì đôi lúc mình phải hiểu rằng á, mà nếu mà tụi em đọc nhiều mà biết nhiều á, thì luôn luôn hiểu rằng á, là hiểu cho người khác. Mình nhìn một con người á, là mình lúc mà người ta nói những câu như thế và người ta làm những câu như thế, thì mình hiểu rằng á, là thực ra người này rất là tội nghiệp, và người này rất là cần giúp đỡ, và người này giống như là kệ người ta. Tại vì thực ra là mình không có trách nhiệm với, mình chỉ có trách nhiệm với bản thân mình mà thôi, chứ mình không trách nhiệm với bất cứ ai trong cuộc đời này. Chị không có trách nhiệm phải dạy tụi em điều gì hết. Ví dụ như chị làm điều này là tại vì chị có thời gian hay gì, nhưng mà
tụi em có thay đổi, có phát triển hay đâu, đó là chuyện của tụi em, chứ chị không có trách nhiệm. Có nghĩa là một cái người ngoài cuộc đời đó, người ta có cái gia cảnh riêng và người ta có những cái lớn lên trong một cái môi trường khác, mình phải hiểu rằng là mình phải nên thông cảm cho người ta. Mình may mắn hơn là mình có ba mẹ, hoặc là mình may mắn hơn mình lên Facebook và mình gặp những con người giống như vĩ đại to lớn nào đó, mà mình có những hành xử chuẩn hơn người ta. Cho nên mình phải luôn luôn nhìn xuống để mà mình tránh những cái lỗi nhỏ đó. Thì đó là bước số 9 hay số 10 gì rồi. Rồi bước tiếp. Bước tiếp là mình bớt ôm đồm đi. Mình tránh cái ôm đồm. Có nghĩa là mình đừng có ôm vô nhiều thứ quá. Ví dụ như là bước số 9 là đúng là thế thượng phong. Số 10 á, là mình tránh bớt việc. Ví dụ như là thường á, là người có gia đình rồi hay bị cái lỗi này. Cái gì mình cũng ôm vô người hết. Mình muốn á, là con mình phải mang đúng đồ, chồng mình phải mang đúng đồ, đồ phải thẳng, phải ủi đi ra, phải đẹp. Rồi ăn phải ăn cái rau gì, uống là uống phải uống nước gì. Rồi mình cái gì mình cũng lấy hết cho người mình hết á. Rồi mình muốn tổ chức sinh nhật theo cách này, hoa phải như thế này, bánh phải đặt chỗ kia, rồi nến phải là cái nến loại này, rồi bàn phải là này, rồi nhà hàng là phải nhà hàng này, rồi khách là phải khách này, khách nhiều lúc cũng muốn người khách phải mang cái đồ màu gì nữa. Nói chung mình muốn nhiều quá, cho nên nhiều lúc á, sau này cũng vỡ đó, mình sẽ ghi xuống là mình phải bớt đi, mình đừng có muốn nhiều quá. Và mình cắt bớt những cái muốn đó đi, để cho mình, ví dụ như là trong lúc này công ty đang nhiều việc mà sắp tới là sinh nhật một đứa con 1 tuổi đi, thì mình 2 tuổi đi, thì sinh nhật, thì thay vì là mình tổ chức sinh nhật hoành tráng, mình mời vô rồi mình lại thấy mệt mỏi vì khách tới nhà, rồi mình phải dọn, rồi đồ ăn, rồi đủ thứ chuyện, mình cắt cái sinh nhật đó đi. Mình chỉ làm sinh nhật ở nhà, chỉ có ba mẹ và con, đứa con trai 2 tuổi đó thôi. Thật ra đứa con trai 2 tuổi nó không có cần là mời cả hai họ để nó vui. Nó chỉ cần thổi cái nến, rồi mình cho nó cái bánh kem là nó thích. Rồi mình thổi nến, rồi mình thắp nến lại, rồi mình cho nó thổi nữa. Nhiều lúc nó chỉ thích thổi nến thôi. Nó thích mình cho nó thổi 10 lần mà nó còn muốn thổi nữa, mình thắp đến đây mình cho nó thổi nữa. Rồi nói vậy là nó hạnh phúc mà mình không phải mệt. Có nghĩa là phải nhìn những công việc ở nhà và không nên ôm đồm quá. Thì đó là bước số 10 ha. Rồi bước số 11. Ok, bước số 11 này á là tránh những điều nhỏ nhặt. Ví dụ như là mình đi khách sạn, mình lấy khăn về, hoặc là mình lấy viết từ công ty về, hoặc là mình... Thực ra cái câu chuyện này á, là một người bạn của chị là một kỹ sư senior engineer, làm việc ở một công ty rất là lớn ở tiểu bang Massachusetts, một công ty mà làm phần chip để mà giống mình test các cái bộ phận của trong iPhone đó. Và cái người này á, có một cái người đồng nghiệp, thì cái người đồng nghiệp này á, cứ công ty á, nó có cái phòng mà uống trà và cà phê á, thì cái cô này là người Tàu, người Trung Quốc. Rồi cái người đàn ông này á, người ta cũng có để ý cái cô này, giống như có tình ý á. Nhưng mà lúc mà vô uống cà phê chung á, thì cổ mỗi ngày á, cô uống, cô pha cái ly cà phê đó, rồi cô lấy thêm 2 cái gói trà về nữa, để về tối cô uống và sáng mai trước khi cô làm cô lớp. Mà ngày nào cô cũng làm như thế. Và nhiều lúc napkin hoặc là đường á, những gói đường á, cô ta cứ lấy về nhà mà đôi lúc nó xài. Và cái anh chàng này nói là trong mắt của anh ta là không có thể yêu được cái cô này, giống như những cái điều đó nó không có nên làm. Rồi ví dụ như là mình đi tới siêu thị,
người ta cho mình những cái sample nhỏ hoặc là những cái quà nhỏ đó. Nếu mà mình nghĩ rằng á, mình về mình xài mình mới lấy, còn nếu mà mình về nhà mà mình quăng một góc mình không xài mình cũng không nên lấy, là tránh những điều nhỏ nhặt như thế, không có ăn cắp vặt nhỏ và không có lén lút lấy cái gì đó mà mình nghĩ rằng nó không phải là quan trọng, mình không lấy thì người khác lấy. Nhưng mà mình nếu phát triển mình bản thân của mình lên một cái mức cao mà người khác nhìn vào và người ta thấy rằng là mình như thế thì người ta sẽ có sự tôn trọng gọi là tuyệt đối, mà không cần những cái lớn, chỉ cần những cái nhỏ nhỏ nho nhỏ thôi, rất là chi tiết. Ví dụ như là những điều nhỏ nhặt như là xếp hàng, mình không bao giờ mà mình chen lên người khác. Ví dụ như mình tới và mình thấy người ta đứng rải rác đó thì mình phải hỏi là ồ tới chị, hoặc là vô trong restroom á, mà mình đợi cái phòng toilet á, thì mình phải hỏi cái người là có phải tới chị hay không, và mình muốn luôn luôn nhường người ta. Tại vì nếu mình không có rush, mình không có phải đi liền, thì mình luôn luôn giống như là phải có chuẩn bị sẵn sàng nhường cho người khác. Và xếp hàng không bao giờ cứ xếp thì cứ từ từ đứng đó, và mình cứ từ từ thôi, mình sống từ từ thôi, mình không cần phải vội. Cái điều này thì đầu năm ngoái là chị đi Úc, thì lúc chị đi Úc á, là chị về Shanghai, là chị về Thượng Hải á, rồi mới qua bên Úc. Sân bay Thượng Hải thì thật ra về sân bay Thượng Hải nó không giống sân bay Mỹ. Lúc mà lên máy bay á, là mọi người không có xếp hàng, mạnh ai tới tới. Và từ cái lúc đó trở đi á, chị nói không bao giờ trong cuộc đời này mà chị đi cái hãng Trung Quốc nữa. Hoặc là về giống như là nếu mà đi về Việt Nam hoặc về Úc là book cái hãng khác thôi. Tại mình nhìn thấy nó kỳ cục quá, nó không có quen á. Cho nên tụi em phải xếp hàng để mà mình nhìn cho nó chuẩn. Thì trong cái đống mà người mà giành giật nhau leo lên máy bay đó, thì mình cũng không có cần vô đó mà chen làm gì. Máy bay á, mình tới đúng giờ thì nó cũng phải đợi mình mà thôi, cho nên mình không có việc gì mà phải lên để nó trước hết á. Cho nên từ từ. Cái điều 13, điều 12 là biết ơn. Cái điều 12 biết ơn, tại cái biết ơn này người ta nói rất là nhiều, rất là nhiều, nhưng mà tại sao mình chỉ lại nhắc lại? Tại vì nếu mà mình không có biết ơn á, thì mình không có công nhận người khác. Tại vì lúc mà mình biết rằng cái điều đó người ta làm cho mình á, thì đối với người vợ đi hoặc là người tình đi, thì nếu mà em biết ơn á, mà em cứ luôn luôn á moi ra, giống như luôn luôn soi ra là người ta làm cái gì á, thì mình biết ơn cái phần đó. Mà lúc mà mình có cái thái độ biết ơn á, trong lòng mình biết ơn á, thì mình nói ra cái lời công nhận nó rất là dễ. Mà mình nói ra cái lời mà gọi là khen tặng á, cái người đó vì người đó làm cái điều gì á cho mình á, nó rất là dễ. Thì cái người Mỹ á, thì người ta giáo dục cái phần này rất là tốt, người ta biết ơn, càng nói cảm ơn mọi lúc mọi nơi. Even là cái người người bạn tình của mình á, hôn mình hoặc là chồng mình hôn má của mình thôi thì mình cũng cảm ơn, hoặc là chồng mình tới đụng mình thôi, xoa xoa cái lưng, rồi mình bạc tay lên rồi mình nói cảm ơn, thank you, rồi mình thank you nhỏ nhẹ nhàng thôi. Rồi cái việc mở cửa hoặc đóng cửa khách sạn hoặc là đi ra vô siêu thị, mình nói cảm ơn, cái điều đó bình thường, ai cũng làm. Nhưng mà những cái va chạm nhỏ, đối với chồng, đối với những người thân xung quanh á, ba mẹ, là làm cái gì mình cũng cảm ơn hết, hôn mình ở đây mình cũng cảm ơn, hoặc là lấy cái gì cho mình á, mình cũng cảm ơn. Những cái tí tí đó, những cái lời cảm ơn đó, những cái lời công nhận đó là từ cái lòng biết ơn. Và mình luôn luôn mua những cái, ở bên Mỹ thì nó bán những cái tờ giấy như thế này, những cái thiệp nhỏ nhỏ mà nó ghi thank you á, thì một tháng tụi em giống như bây giờ tụi em về này, homework nè, là về làm cái bài tập này cho chị nè. Nếu tụi em đi làm trong công sở, hoặc là cho dù tụi em tuổi nhà, cho dù là tụi em học hết cấp 2 hay cấp 3, hồi nãy có bạn nào nói đó, thì mình nên
mua những cái tờ giấy chị có đó mà chị để dưới nhà rồi, những cái tờ giấy đó mà nếu không có mua được á, mình tự viết tay cũng được, mình viết xuống những lời cảm ơn và mình gửi đi khoảng cho 5 người đi, cho 5 người mà mình ví dụ như là sếp của mình đi, hoặc là cho dù mình cảm ơn ba của mình đi, mình cảm ơn cô giáo dạy anh văn của mình đi, và mình từ đây tới cái lần livestream tới á, thì nếu mà tụi em mà gửi ra được 5 cái thiệp cảm ơn đó là rất là tốt. Và luôn luôn nhớ cái này và làm cái này thường xuyên. Thì bên Mỹ á, là ví dụ như tụi em mời đám cưới hoặc là mời sinh nhật khách tới rồi khách về là sau 1 tuần sẽ nhận được cái lời thiệp cảm ơn, hoặc là tặng quà. Khi mà mình tặng quà cho những cái người đó đó, quà sinh nhật hoặc là những chậu bông hay chậu hoa, thì người ta đều gửi cái thiệp cảm ơn. Và nếu mình làm được cái điều này là rất là tốt, nhất là những em trẻ mà đi làm ở ngoài nhiều mà muốn muốn mình nhìn professional hoặc mình nhìn cao, đẳng cấp cao, thì mình nên cảm ơn trên Facebook có được không à, hay là mình ghi tốt hơn? Cảm ơn trên Facebook nó không có được nếu như mà mình không có thân, mình mới biết thôi. Hoặc là mình, tuy nhiên những cái mối quan hệ mà như là công việc nè, trong công ty nè, hoặc là bạn bè của mình nè, ngay cái đứa bạn thân mà mình học nó từ hồi cấp 2 tới bây giờ, tự nhiên đột ngột mình gửi cho nó một cái thư cảm ơn, nó rất là xúc động. Và cái thư đó nó ép, nó cất ở trong một cái góc nào đó rất là trang trọng. Những cái thư cảm ơn của người ta chị cất rất là trang trọng. Cho nên á, mình viết thư cảm ơn ba mẹ cũng được luôn á. Ví dụ như ngày mai không là cái ngày sinh nhật của ba mẹ, hoặc là không là cái ngày gì hết, mình ghi xuống con cảm ơn ba mẹ đã sanh con ra, hoặc là ba mẹ đã lo lắng cho con đi học đại học hay gì đó, rồi mình gửi cho ba mẹ. Rồi nhiều lúc mình ép trong cái bông khô hay là mình ép cái gì trong đó không biết, rồi mình gửi đi, người ta rất là xúc động. Thì đó là mình nên làm điều đó ha, là biết ơn. Rồi, tới cái phần tiếp, bước 13 là tặng quà. Tặng quà thì bây giờ á, không phải ngày xưa, không phải là cái thời mà thiếu ăn. Cho nên á, mình nên tặng quà mà không có giá trị vật chất mà có giá trị tinh thần. Có nghĩa là mình tặng cái món quà mà người đó cảm thấy đó là có tình cảm, có tình yêu, có sự quan tâm. Và mình tặng một cái món quà mà ví dụ như là tặng hoa là tốt nè. Mình tặng hoa cho người, mình không cần phải tặng hoa cho nữ không, mà mình có thể tặng hoa cho nam luôn. Ví dụ như mình tặng hoa cho một cái anh trưởng phòng hay gì trong công ty á, mà không phải là vì tình ý, mình đều có thể tặng hoa được. Những món quà đó người ta nhận, người ta thấy người ta được tôn trọng. Và với phụ nữ mà được tặng hoa, người ta thấy là người ta đẹp hơn và được tôn trọng hơn. Là em tặng như như là một cái hộp trang điểm hay gì đó, nó không bằng những cái giá trị tinh thần. Ví dụ, và có thể là tặng sách, có thể là tặng mua một cái account, hoặc là tặng cái thẻ membership đi tập thể dục, hoặc là những cái phần mà về thể chất, hoặc là những cái phần tinh thần nhiều hơn á. Rồi lúc mà mình quà, lúc mà ví dụ như thường thường mình đem quà vô công ty, thì thường là bên Mỹ á, là tiền á, là người ta mua một hộp bánh donut, hoặc là người ta đem vô một hộp bánh cookie, hoặc là người ta đem vô một hộp bánh pizza. Nhưng mà nếu như mà mình là một người phụ nữ mà phát triển và có trình độ, mình không đem những cái thứ đó vô, mình hiểu rằng á, là cái chế độ ăn phù hợp và sức khỏe, quan tâm đến sức khỏe, thì mình không nên, ví dụ như là ngay cả trà sữa mình cũng không nên đem mua nhiều, mà mình đem các thức ăn mà đem lại cái gọi là sức khỏe cho người đó. Ví dụ mình tới tiệc mình không có đem những cái thứ mà mỡ hoặc là làm cho người đó bị cao mỡ trong máu,
mà mình đem tới, mình không đem gọi là thịt, gọi là bacon á, hay là cuốn với là châm bông hay gì đó, mà mình đem, mà gọi là mình đem một dĩa rau củ quả như là cà rốt hoặc là broccoli hoặc là những cái cải xanh, hoặc là mình đem các thức ăn như là mình đem một dĩa trái cây, hoặc là mình đem bưởi, mình đem ổi vô trong công ty, chứ mình đừng có đem những thức ăn mà không healthy vô. Và đôi lúc có nhiều người đem những cái hộp bánh donut, bánh pizza vô cái cho cái người kia mà mình lại không đụng tới nữa, có nghĩa là mình không có bỏ cái tâm mình trong cái quà, và mình không có nghĩ cho cái xã hội bây giờ là phải sống giống như là phải healthy. Thì đó là cái mức cao hơn, mà nếu tụi em để ý thì tụi em nên làm như thế thì mình rất là đẹp mắt. Ok, tới bước hồi nãy giờ live bao lâu rồi ta, để chị coi, cả gần 1 tiếng rồi hả. Ghi xuống mà bây giờ phải đọc lại. Chịu khó chờ chị một chút đi, ghi nhanh quá giờ đọc không ra luôn, chữ bác sĩ chắc đọc không ra luôn. Cái bước 14, thì cái bước 14 này nó cũng đơn giản thôi, là tụi em là nếu mà muốn phát triển bản thân, tập trung bản chân á, những cô gái trẻ á, thì nên bớt coi phim dài tập, bớt coi tivi, mà mình dành nhiều thời gian để, hồi nãy chị nói á, là mình tăng thêm kiến thức của mình. Mà bây giờ rất là tiện là tại vì trên YouTube và Google á, nó có rất là kiến thức, mình cứ đi tìm theo mảng cái phần nào thiếu á, thì mình cứ tìm cái đó. Và mình đầu tư vào cho bản thân mình, đầu tư cho bản thân của mình không bao giờ nó dư hết. Và chị trong thời gian chị lớn lên từ lúc trẻ tới lớn bây giờ, chị đầu tư vào bản thân chị rất là nhiều, có nghĩa là chị học bách khoa, chị ra kỹ sư, rồi chị đi làm nhà máy đường Biên Hòa 2 năm ha. Thì trong quá trình đó là chị học, mà trước đó là mình đã học hết cái, giống như là nếu mà cùng thời của chị á, thì biết rằng là chứng chỉ A, B, C tiếng Anh nè, rồi mình học tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà lúc mà ra kỹ sư của Bách Khoa á, thì chị lại đăng ký lớp buổi tối để học cử nhân tiếng Anh của Đại học Tổng hợp, và đi làm về rồi đi học tiếng Anh. Rồi sau này á, đi qua đây lại học thêm một cái ngành này. Rồi bên cạnh đó chị học đủ thứ trên đời dưới đất này, cái gì chị cũng đi học, cái gì cái bằng đủ thứ bằng cấp, mà thích là học thôi, chứ không phải là để mà đi làm việc để cần cái đó. Ví dụ như là học các môn thể thao thì khỏi nói ha, ví dụ như là mình cũng học chơi golf, mình cũng học chơi tennis, mình cũng học chơi, mình cũng học bắn súng, mình cũng học lái máy bay, mình cũng học mấy môn sport là như cưỡi ngựa, cái gì thì học được là cứ học. Rồi học nhảy nữa, đăng ký học nhảy mặc dù nó mắc tiền, bên đây học nhảy mắc lắm, nhưng mà mình cứ đi học, học khiêu vũ đó là bên Việt Nam á, rồi qua đây rồi ví như học để lấy bằng về bán insurance hoặc là đầu tư, để mình tư vấn về tài chánh á, chị cũng có học rồi. Để mà giống như là apply để làm tư làm bên bên đây là dịch ra tiếng Việt là gì ha, là công chứng viên, chị cũng có bằng của tiểu bang. Rồi nói chung là cái thứ gì chị cũng học hết. Chị là người Biên Hòa, đúng rồi. Nói chung là học rất là nhiều. Tới bây giờ thì mà học không, bây giờ cũng đọc sách nữa. Nói chung cái kiến thức của đời mình á, càng nhiều nó càng tốt. Nó làm cho mình á, là mình biết nhiều thứ và mình biết nguồn gốc của mọi vấn đề. Và cái lúc mà mình biết nhiều quá thì mình không có ngạc nhiên vì cái điều gì xảy ra, mà mình hiểu rõ nó sâu sắc. Mà vì chính vì thế mà mình không nổi giận, mà chính vì thế mà mình mới là bình an.
Thì đó là cái bước 14 cho tụi em ha, là phải học học nữa và học mãi. Ví dụ như là hai đứa con gái của chị đi, chị đầu tư cho nó học đàn piano, thì bên cha mẹ, có nhiều cha mẹ sẽ nói rằng là nếu mà con mình nó không có học đàn thì mình đầu tư nó làm gì. Nhưng mà thật ra là đầu tư vào bản thân một đứa trẻ hoặc đầu tư vào bản thân của mình không bao giờ dư hết á. Ví dụ như ba mẹ nói là nó không thích hết học đàn piano mà mình lại tốn tiền một giờ là mấy chục đồng cho nó, một tháng tới mấy trăm, thì nó tốn tiền mà vô ích. Không có vô ích, mình đầu tư để cho nó biết học đàn piano sau này không phải là nó để trở thành một cái người đàn nổi tiếng, mà nó biết nhạc lý và nó đi nghe các buổi hòa nhạc về piano concerto, hoặc là nó đi qua châu Âu nó nghe các cái giống như dàn nhạc giao hưởng, nó hiểu và nó thích, thì làm sao mà cái sự đầu tư đó là vô ích được. Cho nên á, là nên đầu tư vào con mình càng nhiều càng tốt, tại vì lúc trẻ nó học nhanh nhưng mà lúc già nó học nó hơi bị lâu. Thì đó là cái bước 14 ha. Rồi tới phần, để chị coi, tại vì chị muốn là like nhiều hơn nhưng mà đi làm nhiều về mệt quá, nhiều lúc nhiều lúc không có thời gian. Ok rồi, để chị uống nước chút. Đúng rồi, học học nữa học mãi. Ok, thì lúc mà mình tập trung vào phát triển bản thân á, là mình sẽ đúc mình ra một con người mới, đúng không? Mà mình đúc ra một con người đó là trước hết á, cái con người đó, người ta, cái con người mới của mình á, là mình phải thay đổi cái tư duy, mình trước. Thay đổi tư duy là thế nào? Là mình, cái cách nhìn mà trước đây tới giờ á, mà vì là mình không có ba mẹ là một người có học, hoặc là mình không có ba mẹ là một người hiểu biết, thì không có người nào khai thông cái tư duy đó cho mình. Và lúc mình không có tư duy đúng á, là mình tư duy mà mình đi sai á, là mình sẽ có một khối thái độ đi theo đó sai. Và lúc mình thái độ với sự việc đó sai á, nhìn những cái nhận định vấn đề nó sai á, là một khối hành xử sẽ đi theo sai. Và sau khi một khối hành xử, hành vi và hành động đó sai, là một khối lời nói mình nó sai. Cho nên lúc mà tập trung vào phát triển bản thân á, là phần mà đầu tiên của mình làm á, là mình thay đổi cái khối tư duy đó, một khối tư duy chuẩn và đúng, để mà lúc mình có tư duy đúng rồi á, thì mình mới là có thái độ đúng. Mà lúc mình có thái độ đúng, mình mới hành động đúng. Và lúc mình hành động đúng thì lời nói mình nó sẽ theo đó mà nó đi theo. Cho nên á, là chị sẽ, cái bước này á, nó rất là dài, là mình cần thay đổi tư duy của mình cần cần thay đổi cái cách suy nghĩ của mình. Thì cái thay đổi tư duy á, mình đi theo những tư duy lớn như là tư duy về Khổng Tử, hoặc là của ông Jim Rohn, hoặc là anh Tony Robbins, hoặc là những cái tư duy người lớn, triết lý. Tại vì triết 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 lý là gì? Triết lý là chân thực, là sự chân thật, là cái sự đúng đắn mà không bao giờ sai. Cho nên mình đi theo các triết lý đó để mà mình sống. Mà mình phải có tư duy đúng. Nếu mà không có tư duy đúng, mình không bao giờ tập trung và mình phát triển mình được. Làm sao mình phát triển được trong khi tư duy mình nó sai? Thì cái tư duy số 1 mà chị muốn nói đây á, là mình phải chấp nhận, mà mình phải hiểu và mình phải nhận cái này vô, và mình lấy đó là của mình, chứ không phải là mình nghe rồi mình bỏ qua. Tụi em có thể ghi cái phần này xuống. Chị nói rằng á, là cái cuốn vở tụi em á, là tụi em có thể ghi tất cả các thứ gì trên đời dưới đất. Tụi em dậy sớm á, cứ cuốn sổ mà chị nói tụi em á, thì chị là cuốn sổ luôn luôn, chị có nhận cái cuốn như thế này á, chị ghi chằng chịt cái ý tưởng gì trong thế, cái ý tưởng gì trong ngày á,
là chỉ ghi từ trên xuống dưới. Ví dụ như sau này á, mình sẽ ghi là những cái cảm xúc của mình, thay vì thiền thì mình ghi thôi, nhưng mà cái đó từ từ nói sau đi, tại nói nhiều quá nó bị tẩu hỏa. Cái tư duy số 1 á, là mình phải chấp nhận điều này và mình phải luôn luôn nghĩ nó đúng, là hạnh phúc của mình á, hạnh phúc của một con người á, của một người phụ nữ, phụ nam, của bất cứ người nào trên thế giới, trên hành tinh này á, là phải là hạnh phúc từ thân. Có nghĩa là hạnh phúc này á, nó không phải ai đem tới cho mình phải là cái người hạnh phúc thì mình mới đem tới hạnh phúc cho người khác. Chứ mình, nếu mà mình không hạnh phúc á, ví dụ như là nếu mà mình bị lòng mình tổn thương, người mình què quặt, thì mình đi tới bất cứ một cái mối quan hệ nào á, mình sẽ làm cho người, gánh nặng cho người khác. Cho nên hạnh phúc là từ thân của mình, và mình không thể nào hạnh phúc nếu mà từ thân mình không hạnh phúc. Thì cái tư duy số 1 này mình phải giống như là chuẩn và duyệt và lấy nó vô. Người ta một cái gánh nặng không, hay là mình tới một cái mối quan hệ nào đó, một hôn nhân hoặc là hẹn hò, mình sẽ làm cho người ta có gánh nặng về mình, thì cái điều đó là mình phải giống như là duyệt cái vấn đề này và thông suốt vấn đề này. Thì không có thể ai trên cuộc đời này á mà chịu trách nhiệm cho mình hết, từ mình ra. Có nghĩa là mình có thể là ba mẹ của mình trong cái thời giống như là nuôi mình lớn, người ta thương yêu và người ta đùm bọc, nhưng mà lúc mình lớn lên rồi á thì là hạnh phúc phải là từ thân, và mình phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Không có ai vô đây mà chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Và cũng vì cái điều này mà mình nên hiểu rằng, mình nên có tư duy rằng là mình nên hiểu rằng là những người đàn ông, chồng của mình, người tình của mình, người ta là cũng là một con người, người ta cũng yếu đuối. Bây giờ thời đại phát triển như thế này thì những người đàn ông đó đôi khi người ta không bằng tài bằng mình, người ta không có giỏi bằng mình, mà người ta phải gồng là đóng vai một người đàn ông. Đôi khi mình phải tội nghiệp cho người đó, và đôi khi mình phải thông cảm cho người đàn ông đó, là vì mình cứ muốn anh phải làm cái này cho em, anh phải chăm sóc cảm xúc cho em, anh phải này, này kia. Nhưng mà mình có hiểu rằng cái người đàn ông đó họ cũng rất là đau khổ, họ cũng ngay bản thân của họ, họ cũng không có lành lặn, ngay cảm xúc của họ, họ cũng chưa có làm được họ vui, thì làm sao mà cái người đàn ông mà mình mong muốn đem lại hạnh phúc của mình á lo cho mình được. Cho nên nhiều lúc mình đừng có mong chờ quá mà tội nghiệp cái người đàn ông đó, đôi khi mình phải xử nghiệp cho người ta. Rồi người đàn ông họ cũng bị bất lực. Người đàn ông á, họ cũng bị bất lực và họ cần mình giúp nữa. Tuy nhiên mình nhẹ nhàng mình giúp thôi, chứ mình không có giống như là mình một cách là anh hùng là giúp, như lúc người đàn ông người ta không muốn. Rồi cái tư duy số 2 á, là người không vì mình trời chu đất diệt. Thì tụi em nghe cái này nhiều rồi ha. Thì cái câu này nó quá rõ ràng. Thực ra trong các mối quan hệ vợ chồng, chỉ có ba mẹ mình á, mới đặt cái quyền lợi mình lên ban đầu thôi. Rồi người chồng của mình á, trong một cái tình huống nào đó, trong một cái không gian, một cái hoàn cảnh nào đó, anh ta, cái quyết định của người chồng của mình á, người mà chung chăn gối đó, sẽ nghiêng về cảm xúc của người chồng mình và nghiêng về quyền lợi của người chồng mình, chứ không phải là vì mình. Chị nói, chị nhắc lại là chỉ có ba mẹ của mình thôi mới đặt cái quyền lợi của mình lên. Còn bất cứ trên cuộc đời nào, người nào trên cuộc đời này á, thì mình phải vì mình trước và mình phải là tròn đầy trước. Và mình phải là hạnh phúc từ thân trước. Mà chính vì cái điều này á, mà mình đừng có vì người mà hy sinh. Mình có thể hy sinh vì người ta, là mình hy sinh vì tổ quốc, mình bảo vệ tổ quốc, mình hy sinh công sức, mình hy sinh thời gian, mình hy sinh tiền bạc vật chất để mình giúp một ai đó.
Nhưng mà mình không bao giờ mình hy sinh cái sự bình an của mình không hy sinh cái sự tự trọng của mình không hy sinh cái hạnh phúc của riêng mình. Hy sinh là rất nên hy sinh, nhưng mà hy sinh những phần khác. Còn cái bình an của mình, cái hạnh phúc của mình không hy sinh được. Tại sao mình chỉ nói như thế? Là tại vì có nhiều người, có những cô gái trẻ làm người thứ ba, cái tư duy sai. Cái tư duy sai là người ta nghĩ rằng á, là mình chịu chấp nhận vị trí người thứ ba, đau khổ. Một mình có con mà mình đau khổ, mình chấp nhận sống cuộc sống như thế để cho cái người đàn ông mình yêu họ có cuộc sống, họ được hạnh phúc. Nhưng mà cái tư duy đó sai, là sai chỗ nào? Người đàn ông đó không hạnh phúc. Cái người mình, bản thân cái người thứ ba đó không hạnh phúc. Chồng, người vợ ở nhà cũng không hạnh phúc. Những đứa con nó cũng không hạnh phúc. Ba mẹ, họ hàng hai bên không hạnh phúc. Mình hy sinh một cái gì đó mà làm cả thế giới này không hạnh phúc. Thì tại làm sao mà mình có tư duy như thế là mình hy sinh cuộc đời của mình vì cái người đàn ông đó? Không có make sense, tại vì mình hy sinh để mọi thứ tốt đẹp hơn. Còn cái người thứ ba này á, họ có tư duy sai cho nên họ họ cứ lao vào như thế và họ nghĩ rằng á, là cuộc tình họ là đẹp nhất trên thế gian. Nhưng mà thật ra cái người thứ ba đó phải hiểu rằng á, là cái việc mà người ta em đâm đầu em quen cái người đàn ông đó trên thế giới này không ai cho đó là cái hy sinh, mà đó là sự ngu ngốc. Và em phải hiểu rằng á, là những cái cuộc ngoại tình vụng trộm đó nó có thể là một nửa các cuộc tình ngoài kia, mà mình cho rằng cuộc tình mình là đẹp nhất, cuộc tình mình là trong sáng nhất, không vụ lợi và mình hy sinh nhiều nhất. Cuộc tình mình đẹp nhất có thể ghi vào lịch sử, thì chị nói rằng với em á, là còn khoảng một nửa dân số ngoài kia họ đang có cuộc tình nó như em. Cho nên cái đó là tư duy sai, mà tư duy sai này á, khiến cho người thứ ba đó khó rút ra khỏi cuộc tình. Thì nếu mà cái người thứ ba tới thì ngoài cái phần mình thay đổi tư duy cho cô ấy, mà mình cho cô ấy hiểu rằng đó là sự hy sinh ngu ngốc và cô ấy đã suy nghĩ sai. Và bên đó, cạnh đó mình phải phân tích hiểu rằng là cái người đàn ông đó, người ta có yêu cái cô này, người ta rất biết ơn cô này trong cái phần mà cô này bù đắp cho cái người thứ ba đó, chứ không phải là cái người thứ ba đó là tất cả cuộc đời của anh ta. Và vì như thế mà đó là hai lý do. Lý do thứ nhất đó không phải là sự hy sinh, thứ hai là anh ta chỉ yêu cái phần đó mà thôi, cái phần đù đắp đó mà thôi. Và cái phần thứ ba mà mình giúp cái người đó rút khỏi ra cái vị trí người thứ ba là mình để cho cô ấy hiểu rằng á, là mình phải làm sao á, mình giúp cô ấy hiểu rằng á, cô ấy phải giống như là step back, có nghĩa là phải dời lui một chút để nhìn lại vấn đề. Là tại vì lúc mà cô ấy không có nhận những tình cảm đó thì người đàn ông đó sẽ đi. Và chị đi hơi quá sâu cái này về phần tư vấn, nhưng mà kệ, nói chung á là mình thay đổi tư duy. Mình phải coi lại cái chữ hy sinh, cái chữ hy sinh nó có đúng hay không. Rồi cái tư duy thứ ba mà mình cần phải thông suốt là anh Tuấn cũng hay nói là mình luôn xứng đáng với những cái gì mình đang có. Mình phải thông suốt phần này, tại vì những tư duy này rất là quan trọng. Nếu mà mình không thông, mình không có tập trung và phát triển bản thân được, vì cái câu nói này mà mình phải phát triển bản thân đây. Tuy nhiên nếu mà mình tập trung và phát triển hôm nay thì mình đi về mình cũng thấy không có động lực gì hết, nó chán á, tại vì cuộc đời mình nó cũng như thế, ngày mai nó cũng như thế. Tuy nhiên trong một thời gian 6 tháng hoặc 2 năm hoặc 3 năm nữa, cuộc sống nó sẽ khác, mối quan hệ nó sẽ khác. Ví dụ như là những cái cô bạn mà đang thấy là thất vọng về chồng mình, không yêu nổi chồng mình,
Và bây giờ muốn tập trung bản chân, tập trung bản thân, tập trung về mình. Nhưng mà về nhà làm 2-3 bữa thấy chán, tại vì nếu mà tập trung thì ông chồng này mình cũng không ly dị được, và mình không có cái gì tốt hơn, không có gì xứng đáng với mình. Thì chỉ có thể nói với em rằng nó không phải như thế. Nếu mà trong 3 năm nữa mà em phát triển được tới cái mức mà tốt á, thì lúc mà em là cái người hoàn thiện á, thì tự nhiên là cái người chồng hoặc là cái người kia họ họ sẽ thay đổi theo mình, và cái tình cảm vợ chồng nó khác. Tại vì chị đi qua rồi, chị có đủ tuổi rồi, chị thấy rõ ràng cái phần này nó không là người chồng như ngày xưa, như cái thời điểm này nó tệ như thế, và em nhất định sẽ hạnh phúc hơn. Cho nên cái phần mà tập trung và phát triển bản thân á, là luôn luôn là cái hướng đi đúng nhất, và nó luôn luôn có cái gì khác đó. Chứ đừng có nên quá là giống như thất vọng và không làm nữa. Mình phải tin cái điều này, là lúc mà mình phát triển và tập trung và phát triển bản thân á, cái mối quan hệ mình nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tốt dần hơn, và nhất định nó sẽ tốt hơn. Chị chắc chắn luôn, chị guarantee luôn á, là nhất định nó tốt hơn. Rồi. Ok, thì chị nói là 1 tiếng 12 phút rồi, có muốn nghe nữa không? Hay là mình ngưng là đợi đạt tới? Tụi em còn muốn nghe nữa không? Muốn nghe. Muốn ngủ nữa chị. Có chị à. Thôi chị nói thêm 2 cái tư duy nữa đi, tại vì nói nhiều, nói dài quá nó cũng cũng mệt. À đúng rồi, thì nhân tiện đây á, là chị cũng cảm ơn ha, tại vì có nhiều bạn á, là gửi tin nhắn riêng cho chị á, cảm ơn rất là nhiều, mà chị đọc thôi chứ chị cũng không trả lời được. Với là có nhiều câu hỏi lắm, và có nhiều cái tụi em thấy là chị không có thời gian trả lời, là tại vì là chị còn có gia đình nữa, và chị phải đọc thêm tài liệu để mà chia sẻ. Tại vì mình đã đi qua nhưng mà mình phải tìm cách nói hay gì đó chứ, mình phải ghi nó xuống để hệ thống nó lại, chứ nếu không mình cứ bay vô mình nói thì nó không hệ thống hóa. Thì nói chung á, là chị rất là cảm ơn tụi em đã ủng hộ chị rất là nhiều, nó làm cho chị có động lực để chia sẻ thêm những cái điều này. Và mình giúp nhau thôi, chứ mình cũng không có cần phải là gì hết. Rồi chị rất là cảm ơn ha. Rồi rất có nhiều câu hỏi là gọi hỏi chị, thì chị cũng có save for phone. Thì sau khi mình đi một loạt cái series á, mà về phát triển tập trung bản thân á, thì chị nghĩ rằng á, là những câu hỏi hỏi đó chị sẽ trả lời phần cuối. Tại vì có nhiều bạn hỏi là mình làm sao để mình kiểm soát cảm xúc, rồi làm sao mình kiểm soát cơn ghen, làm sao mình kiểm soát cơn giận, hoặc làm sao. Thì sau khi mà tụi em đi qua với chị một thời gian á, thì chị nghĩ rằng á, là tụi em có thể có cả câu trả lời, mà chị không phải, tại vì chị trả lời cho một một em á, thì phải chị phải nói lại từ đầu. Có nghĩa là mình phải coi hết cái này đi, rồi lúc cuối á, nếu mà vẫn còn câu hỏi á, thì những câu hỏi chị có giữ lại hết. Rồi có một ngày nào đó hay là 2-3 buổi gì á, sẽ tập trung và trả lời câu hỏi thôi, nhưng mà không phải trả lời bây giờ. Thì hôm nay á, thì chị Ngân vậy. Rồi tụi em về có những bài tập á, chị nói á, là ráng làm. Và trong cái thời gian rảnh này á, nếu mà còn thời gian nữa, thì cái cuốn vở mà chị nói mua á, thì tụi em ghi xuống, ghi những cái cảm xúc của mình, những cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là hôm nay mình làm gì ở đâu, mình cố gắng nói với mình, nói chuyện với mình bằng cái cách ghi xuống, thay vì mình ngồi thiền, tại vì tụi em không có ngồi thiền. Rồi ghi càng nhiều càng tốt. Ví dụ như tuần sau mà tới cái đợt livestream khác á, mà tụi em ghi đầy một cuốn vở luôn á, là tốt.
rồi tụi em có thể cúng vợ đó, ghi tất thứ trên đời dưới đất gì đó, muốn ghi cái gì trong đó cũng được. Nếu mà mình có một cuốn sổ riêng, mình có một cuốn sổ như thế, mà mình lại có một cái cuốn sổ mà gọi là việc làm của mình, thì mình nhìn trong mắt cái người đàn ông đó mình rất khó chịu sâu, mà mình không phải là thể hiện mà là đó là bản chất của mình. Chị không biết chị có giải thích được không, thì tụi em nên nói chuyện với mình, sau này chị sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Nhưng mà đó là bài tập là về ghi hết cuốn vở đó và nghe học càng nhiều càng tốt. Có nhiều bạn hỏi chị là bây giờ có một bạn hỏi chị là bây giờ không có biết mình đang làm gì ở đâu, không biết mình là ai và không biết nên làm gì. Hoặc là có một bạn hỏi chị là ba mẹ rất là giàu có, muốn là đi theo quản trị tài chính để mà theo cái nghề của nhà, nhưng mà em là thích đi theo tâm lý học thì em phải làm cái gì. Thì trước khi mà trả lời các cái đó thì tụi em về nhà làm bài tập, học tất cả các gì mà tụi em có thể, đọc tất cả các tài liệu Google, những cái điều mình muốn như là phẩm chất quý cô, dáng đi đứng, cách làm tóc, hoặc là làm sao để mà không nói dối, hoặc là trí tuệ cảm xúc gì đó. Cố gắng làm hết mấy cái việc đó rồi mình đi từ từ, là mình phải phát triển mình lên, là mình sẽ có nội lực, và cái phẩm chất của người phụ nữ quyến rũ nó toát ra từ đó chứ không phải bên ngoài. Cái vẻ bên ngoài nó không bao giờ làm lên cái thần thái của người phụ nữ hết. Cho nên về làm bài tập, gặp nhau lần tới. Ok vậy nha, chào tụi em, bye bye. Cảm ơn đã ngồi nghe chị dậy rất là sớm. Chào tụi em.